quân hãy giam Cổ Thạch Xuyên vào ngục tối để rạng sáng ngày mai đưa khách thiên đường về Mông Cổ. Không về Mông Cổ, không về Mông Cổ. À, Thiên Kiều, nếu em không về Mông Cổ thì tên Mã Phu này sẽ chịu chức hình tính kiếp nhất. Cổ Thạch Xuyên. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ nên về lại với quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, anh không còn lại gì tất cả. Lại rồi đành chịu bó tay thôi. Người tiễn đưa ta về lại quê hương với cánh trắng bụi mờ, mặt trời lên cao em hãy lo thu xếp lên đường, mai mốt đây khi trận chiến tàn anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang quà về thiên tặng cho em. Đường quen sáng còn xa xăm nhiều giới, ngựa tròn bên ngoài xin em đừng mang lại nơi này. Một phút xa rời lòng chợt thấy quặn đau. A Khách Thiên Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ? Thôi, hết rồi. Anh Chu Sa, yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau bao
giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ hồn nhiên, để tao dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ vì ai, và từ bao lâu rồi cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn nằm cấm thân ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu gì yêu, cùng như anh em là kẻ ngài chinh phạt tim ngủ trên vào hiểm ra nguy, chứ bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm. Nhìn nắng mây trôi lòng cũng sắp sẽ buồn, lòng dương tướng chợt nghe mềm cũng chết.